bây giờ chúng ta bắt đầu chữa bài nhá. Mình sẽ có câu đầu tiên, câu số 1, các em comment đáp án nhé. Câu số 1. 9 gam nhôm, thầy sẽ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên. Hello. Thầy sẽ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên. Câu số 1 đáp án gì các em? 9 gam nhôm tác dụng hết phí clo dư thì thu được m gam muối. 9 gam nhôm. Vậy là nhôm mà đi đớp nhau với lại clo thì tạo thành AlCl3 các em nhỉ. Đúng chưa? Thế 9 gam nhôm thì thầy tìm được số mol luôn. 9 chia cho 27 thì bằng 0,333. Có nghĩa là bằng 1/3 mol. Thì suy ra số mol AlCl3 bằng 1/3. Vậy có 1/3 nhân với mẫu đơn 27 cộng với 35,5 nhân 3 thì bằng 44,5. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Các em chú ý hôm nay thầy cho cả máy tính lên để mà cho các em nhìn thấy cách bấm máy tính của thầy. Ok. Xem nào. Ba bạn trả lời đúng đầu tiên của câu số 1 là bạn Phương Linh, Thanh Tú, Yến Bùi, Nguyễn Tài Anh hơi chậm chút. Giờ mình sang tiếp theo câu số 2. Thầy cũng chỉ đọc tên ba bạn thôi. Đấy, các em cứ liên tục comment mail nhá. Comment mail trong đó thầy gửi cho chúng ta cái link video live stream các buổi trước. Thầy like nhiều lắm rồi, như em nhìn thấy hôm nay đề số 008 rồi. Thế thì học kỳ 1 cứ học cái này, đề học kỳ 1 điểm cực kỳ cao luôn. 105, bạn nghe thấy thầy nói gì không? Xe giúp thầy về trên trang cá nhân và tác cả các bạn vào trong video live stream này. Mình sang câu số 2. Anh Nguyễn là bạn comment đầu tiên. Nguyễn Biên bạn comment thứ hai. Có một bạn nữa. Chưa thấy. Bạn đâu rồi? Chưa thấy. Nguyễn Tài Anh comment thứ ba. Hình như ba bạn này cùng đang học ở một trung tâm mà do thầy dạy. Và công thức cấu tạo của X. Alpha amino acid, chúng ta lưu ý alpha amino acid là nhóm COH và nhóm NH2 cùng đính một carbon. Anh này đính hai, anh này đính hai carbon khác nhau loại. Được chưa? Anh này không có COH, không có NH2 loại tiếp. Được chưa? Anh này có mấy C? 3 carbon, và đây có 1, 2 loại tiếp. Vậy đáp án đúng là 1, 2, 3 carbon. Đáp án đúng đáp án B. 121 bạn đang theo dõi này rồi. Các em nhanh tay xe lại về tường nhá. Các em nhìn thấy không? Cái câu này không cần hiểu bản chất đâu. Mình cứ giải bình thường thôi mà rất nhiều câu hóa rất là dễ. Đúng chưa? Mà các em lại tự nhiên vô tình đánh mất nó. Đấy. 107 bạn chú ý một chút rằng là thầy thì là phải dạy off khá là nhiều nên là không có thể live stream cho các em vào những cái giờ đẹp. Thế thì đôi khi mà thầy lên để live stream cho các em thì thấy là có nhiều người là live stream mất cái giờ đẹp cho các em rồi. Thì các em cần lưu ý rằng là live stream giờ đẹp cho các em thì thường là không phải dạy off nhiều, và không dạy off nhiều các em lại đi muốn học những người không dạy off nhiều thì hơi bị thiệt thòi cho các em, bởi vì chỉ có dạy off nhiều thì những cái thầy mà dạy off nhiều thì chỉ có live stream muộn cho các em thôi, bởi các thầy còn phải đi dạy các bạn khác. Đấy, các em cần lưu ý nhé. Và sau này thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ sắp xếp những cái lịch, một vài cái lịch đẹp để live stream này cho các em. Ví dụ như là tối thứ hai các em làm đề xong ấy, thì là thầy live stream này. Tối thứ sáu này thì không phải làm đề này. Tối thứ bảy thì live stream cho lớp 10 với lớp 11 này. Đấy, các em cần lưu ý những cái lịch đấy, ba cái mấu chốt đấy. Mình sang câu số 3 nhé. Ui, câu số 3 các bạn comment nhanh thế. Câu số 3 bạn Han Siso, Yến Ni, Phương Linh. Ở đây chúng ta cần lưu ý là trung hòa thì chữ rất chậm để cho các bạn mất lốc cũng có thể xem được. 124 bạn nghe rõ thầy nói gì không? Xe lại về tường. Tát tất cả các bạn vào trong video live stream này. Xe giúp thầy và tất cả các nhóm của các em, bởi vì Facebook bây giờ đang giảm tương tác. Muốn được xem những cái buổi live stream sau của thầy thì chỉ có một cách duy nhất là xe và tương tác thật nhiều với thầy thôi. Mình có số mol của CH3COH bằng 1 nhân với 0,1 bằng 0,1 mol. Ok. Và đây là phản ứng trung hòa. Và do phản ứng trung hòa nên có số mol của CH3COH chính bằng số mol của NaOH. Phương trình như này này. CH3COOH cộng với NaOH để tạo thành CH3COONa cộng với nước các em ạ. Cộng nước, thế thì số mol này bằng 0,1 thì số mol NaOH bằng 0,1. Vậy thì có 0,1 chia cho 1 thì bằng 0,1. Vậy đáp án đúng của thầy là đáp án à. Rất dễ. Ok. Đấy, các em tác các bạn mất gốc ở đây, thầy đang chữa rất là chậm. Cực kỳ chậm, cực kỳ rã. Những bạn nào mà chưa có cái link video, chưa được xem, hôm nay em được xem thầy, chưa có link video của buổi trước thì comment lại mail ở phía dưới nhá. Ba bạn comment đúng, thầy đã đọc tên. Bây giờ mình sang câu số 4. Phương Linh, Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Tài Anh. Thầy nghe bạn tên Nguyễn Tài Anh hơi bị quen quen. Câu số 4. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất trong số các kim loại. À, kim loại tính dẫn điện tốt nhất. Nhiều bạn nhầm lắm, nhiều bạn chọn vàng, nhưng mà sai nhé. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong tất cả kim loại nó phải là A, bạc các em ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, bạc. Mình sang câu tiếp theo, câu số 5 đi. 120 bạn có nghe rõ thể nói gì không? Nhớ phải đặt xem trước, đấy là nhiều bạn bỏ đặt xem trước còn không nhận được thông báo khi live stream này. Nên là phải tương tác thật nhiều. Hôm nay share đi.
Những cái video livestream nào của thầy cũng phải share thì mới nhận được thông báo, không là đứt cước hết. Facebook dạo này giảm tương tác kinh lắm. Ok. À, câu 5, câu số 5 nào? Những bạn nào comment được đáp án câu số 5 rồi? Bạn Han Siso, bạn Ngân Ngân, bạn Hoàng Ngọc Ánh. Ok. Mình có câu số 5. Acid acetic và metin acetat đều tác dụng được với hai thằng này. Acid acetic là công thức thế nào? CH3COH. Đúng chưa? Còn metin acetat thì công thức nó là CH3COOCH3. Thế thì thằng acid và thằng este thì đều có khả năng tác dụng được với dung dịch kiềm. NaCl không, cả hai thằng đều không nhá. Not NaCl. H2O4 loãng thì thằng este thủy phân trong môi trường acid nhưng lại không tác dụng. Nhưng mà lại không tác dụng với lại sắt 3COH nên loại tiếp. NaCl3 cũng tương tự, chỉ tác dụng acid không tác dụng este, loại tiếp. Vậy chỉ có NaOH. Ok, và đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Wow. Mình sang câu tiếp theo, câu số 6. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng? Thanh Tú đã comment câu số 6 rất là từ sớm. 6C. Anh Dô này, anh Dô Chu Văn Trường này, Nguyễn Văn Hưng này, Nguyễn Linh này. Wow. Rất rất nhiều bạn comment. Và có thể nhìn thấy còn có nhiều bạn comment tận câu 7 luôn cơ. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng? Chúng ta lưu ý. Chúng ta lưu ý nhá. Chúng ta lưu ý này. Saccharose tác dụng với COH hay là không? Câu trả lời là có. Do saccharose có nhóm OH liền kề. Các em lưu ý nhá. Thầy vừa dạy các em, thầy vừa chữa bài tập, thầy vừa ôn lại kiến thức lý thuyết cho các em. Rất rất quan trọng. Saccharose có nhóm OH liền kề nên tác dụng với COH hai lần. Mà đây để bài hỏi không. Nên là A có. Fructose tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Chúng ta cần lưu ý. Trong môi trường kiềm, fruct chuyển thành glu. Nên đây là trong môi trường kiềm này, fruct chuyển thành glu rồi nên có phản ứng tránh gương. Vậy B có phản ứng loại tiếp. Fruct cộng hydro có tạo thành sorbitol đấy các em ạ. Sao cứ mãi lòng cứ mãi ở chỗ 120 ấy nhỉ? Các em xe thật mạnh lên 150 thầy xem nào. Fruct cộng hydro là có để tạo thành sorbitol nhé. Vậy chỉ có xác không tác dụng AgNO3 trong NH3 thôi. Bởi vì tại sao? Thằng xác này này, trong môi trường AgNO3 trong NH3 thì thằng xác không có chó nên không tác dụng. Vậy không phản ứng là đáp án C. Là tốt. 125 bạn rồi. Các em xe thật mạnh lên để lên được đến tầm 150 bạn. Để thầy tiếp tục cái chuỗi livestream này chữa rất rất nhiều đề cho chúng ta. Câu số 7. Chứ thầy chữa đề này là chữa free mà. Và chữa free không có bất kỳ một cái thu phí gì cho các em cả. Thế nên là thầy chỉ muốn mong muốn là làm thật nhiều nhiều nhiều. À, có cái giá trị của thầy có thể tỏa được nhiều đến nhiều bạn biết đến thầy thì các em sẽ học giỏi được hơn. Biết được đến cách học hóa khủng của thầy. Mình tiếp nhá. 7. 7 hướng, Ngô Văn Hướng là bạn có nghe đầu tiên. Chu Văn Trường, Hoa Cỏ, Thanh Tú. Ok. Câu số 7, cặp chất không phản ứng được với nhau. Cặp chất không phản ứng với nhau. Lại lưu ý là một từ không. Được chưa? Đồng tác dụng H2O3 có, canxi tác dụng H2O4 có, sắt đầy đồng có, bạc đầy sắt bao không. Vậy không à. Đấy, chúc mừng ba bạn comment trả lời đúng đáp án ba. Câu số 8. Câu số 8, Chu Văn Trường comment đầu tiên. Toàn Nguyễn. Wow, những cái tên thay đổi liên tục. Ngân Ngân. Ok. Rất rất nhiều cái tên thay đổi liên tục. Bảng xếp hạng chúng ta thay đổi liên tục. Như thế thầy rất là vui bởi vì có rất nhiều bạn comment rất nhiều đáp án đúng. Monomer dùng để điều chế polyethylene. Polyethylene. Polyethylene là anh nào? CH2 CH. Đây là polyethylene. Vậy polymer để tạo thành nó phải có nối đôi CH2. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Vậy đây này, polyethylene thì đi từ ethylene. Ethylene là CH4. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án B là các bạn đúng. Hoàng Ngọc Ánh, Ngô Thị Ngọc, Ngô Thị Ngọc, Phương Linh là những bạn comment đúng. Ok. Thanh Tú thì vẫn để ý mà. Câu 9 nào. 9. Yến Nhi là bạn comment đầu tiên. Yến Nhi bạn comment đầu tiên. Nguyễn Văn Hưng thứ nhì. Chu Văn Trường thứ ba. Câu số 9. Được 130 bạn rồi. Hôm nay lên được 150 không các em. Các em share thật nhiều, tag thật nhiều các bạn vào trong video livestream này. Thấy biết là bây giờ có nhiều bạn mò đến để học bài đấy. Câu số 9. Hợp làm sao cho để toàn bộ Facebook những bạn nào chăm học hóa thì đều gặp được thầy Minh hết. Bởi vì thầy Minh dạy hóa cực kỳ chuẩn. Câu số 9. Hợp chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng HCl. Vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng HCl nhá. MgO chỉ tác dụng HCl. Fe2O3 chỉ tác dụng HCl. Ag2O chỉ tác dụng HCl. Chỉ có Al2O3 vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng HCl thôi. Nên đáp án đúng đáp án C. Câu số 10.
Phản ứng hóa học nào sau đây viết không đúng các em? Viết không đúng. Phản ứng hóa học nào sau đây viết không đúng? CH3COH cộng NaOH tạo thành CH3CONa cộng nước, thầy vừa viết xong. Đúng chưa? Ca5OH cộng NaOH có phản ứng không? Không, phản ứng này không phản ứng nên là không, đúng rồi. C thủy phân, đúng. Anh này cộng HCl, anilin cộng HCl, đúng. Vậy mình có đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Câu số 10, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Xem nào, những bạn nào comment đầu tiên câu số 10 nào. Zeronai, Nguyễn Biên, Ánh Lê, wow, rất tốt. Nguyễn Tài Anh, Lâm Bùi. Bây giờ mình sang câu số 11 nhá. Câu số 11, 130 bạn đang theo dõi video live stream này, nhanh tay share lại video live stream về tường. Tương tác với thầy thật nhiều để nhận được những cái thông báo khi mà thầy live stream các buổi tiếp theo. Câu số 11, bạn Zeronai 11C, Ngô Văn Hướng 11C, Hải Thị Nguyễn 11C, Nguyễn Tài Anh 11C, Nguyễn Linh 11C. Cho các amin sau. Amin bậc 1 là, em lưu ý này, amin bậc 1 là amin mà có nhóm NH2 các em ạ. Amin bậc 1 là amin có nhóm NH2. Lưu ý nhé. Amin bậc 1 là amin có nhóm NH2. Vậy cứ thằng nào có amin có nhóm NH2 là thằng amin bậc 1. Thằng 1 này. Thằng 2 này. Thằng này bậc 2 rồi. Vậy chỉ có 1 và 2 thôi. 1 và 2 đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Ok. Ok man. Ok man các em ạ. Mình sang tiếp theo, câu tiếp theo, câu số 12. Các em thấy không? Lý thuyết cực kỳ hay. Cực kỳ hay luôn và nó luôn luôn giết rất nhiều bạn, các em có thể nhìn thấy. Bạn Ngô Thị Ngọc 12B, bạn Nguyễn Biên 12B, bạn Lê Đăng 12B. Xem nào. Muối X tác dụng đối với dung dịch NaOH tạo kết tủa màu xanh. Wow. Kết tủa màu xanh. AgCl cộng với NaOH tạo thành AgOH. AgOH không bền, ngay lập tức phân hủy tạo thành Ag2O. Vậy thằng này tạo thành Ag2O này. Kết tủa màu đen. Đen nhá. Nhớ màu để còn đi thi đấy. FeCl3 cộng NaOH tạo thành FeOH 3 lần. Kết tủa màu nâu đỏ. Nâu đỏ nhá. Lại vứt tiếp. MgOH 2 lần thì tạo thành MgCl2 tạo thành MgOH 2 lần, kết tủa màu trắng. Vậy loại tiếp. Vậy chỉ có CuOH 2 lần thì tạo thành kết tủa màu trắng xanh, có thể coi là màu xanh được. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. Dễ chưa? 123, 125 bạn thấy dễ chưa? Các em xem mạnh lên, xem mạnh lên xem có được 150 bạn không? Được 129 bạn rồi. Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 13 này. Câu số 13. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no đơn chức. Thấy thu được 2,24 lít khí nitơ. Amin no đơn chức các em ạ. Amin no đơn chức với công thức của thầy nó là CnH2n cộng 3n. Đúng chưa? Mang này đốt cháy thu được nitơ. Số mol nitơ bằng 2,24 chia cho 2,4 bằng 0,1. Vậy thầy suy ngược lại, 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Nha. Thế thì thầy suy ra được số mol mà 0,2 rồi. Vậy hoàn toàn đến đây thì có tiếp. Là phân tử khối của amin là 12N cộng 2N cộng 3 cộng 14 thì bằng 6,2 chia cho 0,2. 143 rồi, xem hôm nay lên được 150 không nào. 143 bạn đang theo dõi video live stream thầy. Chia cho 0,2 thì bằng 31. Vậy đến đây chúng ta tìm được 14N cộng với 17 thì bằng 31. Hoàn toàn các em bấm máy tính em tìm được N bằng 1. N bằng 1 thì công thức là CH3NH2 amino đơn chức. Vậy nó chỉ có thể là metinamin. À, được chưa các em? Metinamin. Đáp án đúng đáp án A. Chúng ta đang trong chuỗi ôn thi học kỳ 1, một trong số những cái chuỗi cực kỳ quan trọng trong cái cuộc đời của em. Nó là một trong số những dấu mốc để đánh dấu em có được ăn Tết Dương vui vẻ không, em có được quẩy Tết Âm hạnh phúc không, em có được nhiều tiền mừng tuổi không. Nên là để vừa tăng thu nhập cho cá nhân và cũng như tăng thu nhập cho bạn bè của em thì cách đơn giản nhất là tag tất cả các bạn vào trong video live stream này, share lại về tường. Đấy, comment mail ở dưới để nhận được những cái đề mà thầy đã cho chúng ta làm từ trước. Câu số 14, rất nhiều bạn comment. Hải Thị Nguyễn này, Ngô Thị Ngọc, Nguyễn Bích Phương, Thanh Tú, Nguyễn Tài Anh, Anh Dô,
là những bạn comment đầu tiên của đáp án câu 14. Có bạn hỏi tại sao là 0,2 mol? Thầy thì bảo toàn nitơ 0,1 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,2 em nhé. Câu 14. Ok. Sẵn sàng chưa các em? 14. 14 này. Hỗn hợp gồm magie và MgCO3. Tỷ lệ mol là 1 chia 1, vậy thì đặt anh này là A thì anh này là A. Khối lượng hỗn hợp này bằng 10,8 gram. Vậy thì có một cái mối quan hệ đầu tiên. Đó là 10,8 thì bằng magie là 24 này. Cộng với MgCO3 là 24 cộng 60. 24 cộng 60 là bằng 84A. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được A bằng 0,1. Vậy số mol magie bằng 0,1. Số mol MgCO3 bằng 0,1. Tác dụng với H2O4 loãng dư. Wow, 140 bạn đang theo dõi video livestream này rồi. Các em nhanh tay share lại về tường và tắt tất cả các bạn của em vào trong video livestream này nhé. Làm sao cho hôm nay lên được 150 bạn. Còn 10 bạn nữa thôi, cố lên. Fighting. Team thầy Minh. Làm gì cũng thông minh. Đúng không? Thì thu được V lít khí. Vậy khí chúng ta magie cộng H24 thì ta thu được khí hydro. MgCO3 cộng H24 thì thu được khí CO2. Các em cần lưu ý, một anh magie thì thu được 0,1 mol hydro. Một anh MgCO3 thì thu được một anh CO2, vậy 0,1 thì cũng là 0,1. Vậy đến đây thì tìm được tổng số mol khí bằng 0,1 cộng 0,1 bằng 0,2. 0,2 mol khí, vậy hoàn toàn ta sẽ tìm được 0,2 nhân 2,4 thì bằng 4,48 lít. Đáp án đúng đáp án A. Chúc mừng tất cả các em, chúc mừng 144 bạn đang theo dõi video livestream thầy. 144 bạn theo dõi video livestream này chắc chắn là điểm thi học kỳ 1 sẽ cực kỳ cao. Bởi vì bởi vì sao? Bởi vì thầy Minh quá khổ. Đúng không? Câu 15. 15 bạn 09 15B. Bạn đâu rồi? 09 vẫn 15B, Nguyễn Tài Anh 15B. 15B. 09 Hải Thị Nguyễn 15A. Hoa Cỏ 15A. Comment chậm quá. Kinh Trần Thị Thanh Hằng A. Đức Cú Tu. Hello. Câu 15 nào. 15 mới hay. Gliala. Các em xem nhá. Các em xem thì chữa câu 15 nhá. Nhìn kỹ nhá. Skin của thầy Minh. Gliala. Chúng ta sẽ tìm được số mol này. Nhìn kỹ này. 29,2 chia cho này. Phân tử khối của Glu là 75. Phân tử khối của Ala là 89. Hai anh này cầm tay nhau ở giữa quanh nước nên phải trừ đi 18. Vậy thì tìm được số mol. 29,2 chia cho bằng đơn 75 cộng 89. Cộng 89 trừ 18 bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Hội này cho tác dụng với NaOH dư thì ta thu được hỗn hợp gồm Gli kiềm thì phải bỏ đi một hydro cộng một natri. Thứ hai là ala. Uầy, một bỏ một hydro cộng một natri, câu này cực kỳ hay, các em phải xe lại về tường nhá. Chiêu cực kỳ kinh đấy. 151 bạn đang theo dõi rồi, các em xe nhanh về tường tắt tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Vậy thì bây giờ thì bảo toàn này, bảo toàn Gli này, 0,2 mol Gli, cái này là 0,2. 0,2 mol ala, vậy này 0,2. Được chưa? Trừ 18 bởi vì là đây một liên kết peptide thì tương ứng một nước em nhé. Được chưa? Đây có peptide cực kỳ hay. Nhìn tiếp này. Ra đời là giờ mình tìm được khối lượng luôn này. Có phải khối lượng bằng chính bọn này cái gì? Ngon thầy làm nhá. Vậy M sẽ bằng 0,2 nhân phân tử khối. Gli bao nhiêu? 75. Hydro là 1. Natri 23. Cộng với ala bao nhiêu? 89. Bỏ đi 1 là bỏ đi 1 hydro. Cộng với 123. Đấy, thì đến đây mình bấm máy tính phát là ra khối lượng luôn. 0,2 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng 22 cộng 0,2 nhân mở ngoặc đơn 89 cộng 22 bằng 41,6. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, cứ tình hình như thế này, cứ được càng ngày càng nhiều bạn theo dõi thầy như này thì thầy cực kỳ hứng khởi khi thầy livestream cho các em. Tối nay chúng ta đã lên đến 140 bạn. Và thầy nghĩ rằng là các em hãy share thật nhiều nữa lên, để làm sao tối nay lên được 200 bạn. Wow.
Đây là một con số rất là thú vị. Cháu đợt ôn thi này, thầy biết là rất nhiều bạn ôn thi và rất nhiều bạn cần những kiến thức chuẩn từ những người thầy như thầy livestream. Thế nên là thầy mới phải cho lớp online của thầy nghỉ sớm để thầy về thầy livestream cùng em. Chúng ta sang câu số 16, một trong số những câu cực kỳ hay, thú vị về mặt lý thuyết. Nhớ rằng là comment lại mail để mà thầy gửi cho các em sáng mai thôi. Sáng mai thầy sẽ gửi cho các em cái link, đường link trên nội YouTube của thầy. Ok, cách bảo toàn khối lượng cũng được, nhưng mà cách này thầy nghĩ rằng là hay hơn. Các em nên khuyến khích dùng cách của thầy. Khi cho một đinh sắt vào dung dịch chứa COS41 một thời gian, lấy đinh sắt ra làm khô rồi cân lại thì thấy khối lượng giảm. Đây mình nhìn thấy này, khối lượng như nào. Sắt cộng với đồng 2 cộng, này nhiều bạn sợ đấy. Để tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng. Vậy ở đây mình có này. Sắt là 56. Đồng là 64. Sắt thì tan ra, vậy là trừ 56. Đồng thì bám vào là cộng 64. Vậy là bằng 8. Nó tăng 8 gram rồi kìa mà. Giảm so ban đầu loại, không thay đổi so ban đầu loại, tăng so ban đầu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? Tăng so ban đầu. 16 đáp án C. Ok, các em cứ comment mail lại đây rồi thầy sẽ gửi. Comment thật nhiều, xe lại về tường, tag tất cả các bạn lên vào video livestream. Đây là một trong số những điều kiện. Mình sang câu tiếp theo, câu số 17. Thật sự không đúng này. Bạn nào comment câu 17 đáp án đúng đầu tiên này. Mãi chưa thấy bạn nào. 17. Thầy sẽ đọc tên 3 bạn comment đáp án câu 17 nhanh nhất, đầu tiên nhất tại đây. 02. 02 mày rất nhanh. Rất tốt. 17 cơ. 17 nào, Nguyễn Biển. Rất tốt. Rất tốt, rất tốt. Nhiều bạn comment rất tốt. Ngô Thị Ngọc, tốt. Phát biểu nào sao đây không đúng. Chất béo không tan trong nước, nhãn nước. Đúng. Dầu ăn là dầu bôi chân máy cùng thành phần nguyên tố. Mày sai. Chất béo ete glycerol và axit béo đúng. Chất béo tan nhiều trong nước hữu cơ đúng. Đúng không? Mày sai đáp án B. Mình sang câu tiếp theo, câu số 18. 18 à? 18 câu cực kỳ hay. 18 hay lắm. 18 hay dã man luôn. Ken non thầy chữa thật kỹ câu 18 một lần nhé. Thật kỹ mà. Một kim loại hóa trị 2 là M. Khối lượng của nó là 16 gram. Vào 500ml dung dịch H2O4. Mình tìm được số mol H2O4 luôn. 0,5 x 0,5 bằng 0,25. Chú ý, axit dư. M này hóa trị 2. Thì nó tạo thành MSO4 cộng H2. Bởi vì nó hóa trị 2 nên là tỷ lệ 1:1. Được chưa? Đây là axit dư này. Vậy thì đặt số mol kim loại là amon. Do axit dư nên thì sẽ có A nhỏ không phải là. Nhìn kỹ nhá. Vậy hoàn toàn đây thì được này. Phân tử khối của M thì bằng 16 chia A. Do A nhỏ 0,5 nên sẽ lớn hơn 16 chia 0,25. 16 mà chia 0,25. 16 chia 0,25 bằng 64. Phải lớn hơn 64, lớn hơn đồng. Vậy loại đồng, loại magie, loại canxi chỉ có kém 65, chính xác. 18A. 18A các em nhé. 18 đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án A. Ok chưa? Wow, nhiều bạn bị nhầm quá. Nhiều bạn bị nhầm quá. Đúng rồi, comment mail vào đây em ạ. Câu 19. Câu 19 à? Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm. Đây. Bây giờ thầy cho ông ta một công thức. Đây là mở trước này. Khối lượng sắt thu được là mở sau này. Được chưa? Thầy luôn luôn có một điều. Số mol oxy trong oxit phản ứng thì luôn bằng số mol CO phản ứng. Và luôn bằng M trước trừ M sau chia cho 16. Được chưa? Số mol CO phản ứng thì mình biết rồi. 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Đấy, câu 18 lừa quá. Rất nhiều bạn bị sai này. 19, Quyên Quyên A, Ngô Thị Ngọc A. Được chưa? Đức Cô Tu A, mình xem cho đúng nhá. Đừng để bị lừa lần nữa. Vậy, đến đây chúng ta tìm được M sau bằng 0,1 x 16 bằng 1,6, 17,6 trừ N bằng 16 gam. Đúng rồi, chính xác. Đáp án A. 19 đáp án A. Ôi, cứ lanh quanh luẩn quẩn bên 140 mấy nhỉ.
Em ơi, xe thật mạnh lên cho thầy xem, lên được 150 không? Đến câu 20 rồi, chúng ta đến một nửa rồi. Khẩn trương xe lại về tường, tát tất cả các bạn vào trong video livestream này của thầy. 144 bạn, 20 nào? 20 đáp án gì? Và các em nhớ nhá, phải tương tác với thầy thật nhiều thì chúng ta mới nhận được thông báo lúc mà thầy livestream. Và trong lúc mà theo dõi thầy livestream thì nó có cái chỗ là nút nhấn thông báo để mà mỗi lần mà thầy livestream đấy, thì em phải nhấn vào bên cạnh để mà sau này mà lúc mà thầy livestream thì các em còn nhận được trực tiếp. Và nhớ là lịch livestream hàng tuần của thầy là vào tối thứ hai với lại tối thứ sáu hàng tuần, chứ không quên hỏng nhá. Quên là thôi trôi hết. Ôi, hôm nay livestream mạnh thế mà mãi mới được có 206 xe thôi á. Ôi ít xe vậy. Hỏi rồi, các ông rời thầy đi ngủ hay đi chơi hết rồi? Mãi mới được 106 xe. Thế là thế nào? Hello, nay đội xe yếu thế. Các em xe lại về tường công tác các bạn vào trong video livestream nhá. Đội xe quá yếu hôm nay, đội xe hôm nào xem xét lại tình hình nào, đúng không? Mình tiếp tục nào. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo. Hello, 120, câu 20. Cho 11 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt. Thầy vẽ này nhá. Thầy chữa rất chậm cho các em, nên là tát tất cả các bạn mất gốc vào đây. 11 gam. Tác dụng H2O4 loãng thì thu được khí hydro. Mình tìm được số mol khí hydro luôn. 8.96 cho 2.4 bằng 0.4. Phần trăm số mol sắt trong hỗn hợp, chúng ta lưu ý này. Phần trăm số mol, đặt cái này A, đặt cái này B này. Thầy có phương trình đầu tiên là bảo toàn khối lượng 27A cộng với 56B. Thầy chữa rất chậm nhé, mất gốc cũng học rồi. Tiếp tục này, để ý này, một anh nhôm viết phương trình ra thì ra được 1.5 anh nhiro, với đây là A thì 1.5A. một anh sắt, do sắt đến sắt dương 2 nên chỉ sinh ra một anh hydro thôi, đây là B thì là 1B, vậy thì được là 1.5A cộng với B thì bằng 0.4. đấy, vậy ta có hệ nào? 27 bằng 56 bằng 11 bằng 1.5 bằng 1 bằng 0.4 bằng A bằng 0.2, B bằng 0.1, A bằng 0.2, B bằng 0.1. Chú ý đây là phần trăm số mol nhá. Vậy số mol sắt bằng 0.1 chia tổng số mol là 0.3. 0.1 mà chia cho 0.3 thì 33.33%. Đáp án đúng đáp án gì? Đừng bạn nào nhầm lẫn đi là phần trăm khối lượng là tèo. Thế đấy, nhiều bạn đi nhầm lẫn phần trăm khối lượng lắm, lại cú lừa này. Nhiều bạn bị lừa lắm. Thầy xem nhá, câu 20 những bạn nào comment đúng nhá. Quang Đạt, à comment sai rồi này. Ui, Lâm Bùi D. Được mỗi Lâm Bùi D. Trời đất ơi. Đấy, các em thấy không? Các em rất dễ bị lừa phỉnh. Các em rất dễ bị lừa phỉnh, các em vẫn còn ngu ngơ và ngây thơ lắm. Cực kỳ ngu ngơ và ngây thơ, đôi khi những người khác giải sai các em mà chẳng biết họ giải sai cả. Đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 21. 21, hỗn hợp A gồm oxy và clo. Được chưa? Hỗn hợp A gồm oxy và clo. Tác dụng hỗn hợp gồm magie. Số mol là 0.2. Nhôm. Số mol là 0.3. Thì thu được chất rắn. Ui, chất rắn này nhiều thằng lắm. Nhưng chắc chắn là chất rắn rồi. 37.05. Thầy bảo toàn khối lượng luôn. Thầy biết được khối lượng hàng này luôn. Là 4.8, một anh 4.8, một anh 8.1. Thầy đặt khối lượng của oxy là A, số mol của oxy là A, số mol của lò B. Vậy thì có chỗ này là 32A cộng với 71B. Đấy, cộng hội này, đây là biểu thức bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. À, vậy đây là một phương trình. Đây là một phương trình. Thì còn có phương trình số 2. Phương trình số 2 là phương trình bảo toàn E các em ạ. Một thằng oxy nhận bao nhiêu e? 4e. Vậy là 4a. Một thằng clo nhận 2. Vậy là 2b. Được chưa? Thì bằng magie nhường mấy? Magie dương 2. 2 nhân 0.2. Nhôm lên nhôm dương mấy? Dương 3. 3 nhân 0.3. Vậy là mình có hệ nhé. Bấm máy tính là sao? Bấm xem nào. 1, 2. Thầy già nên thầy bấm chậm đấy. 37.05 trừ đi 4.8 trừ đi 8.1 bằng A2 là 4 bằng 2 bằng 0.4 cộng với 0.9 bằng ngoài 0.2 mà anh 0.25. Vậy A bằng 0.2, B bằng 0.25.
tỷ lệ phần trăm cho thể tích clo trước nhá, đừng bị nhầm, hãy cẩn thận clo trước đây này. 0,25 chia cho 0,45 bằng clo là 55,55. Vậy đáp án đúng ta phải là 55,55 đứng trước, và đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B. Bò, bị bò các em ạ, bị bò mới đúng, được chưa? Hello, chúng ta tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục nha, mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 22. Trong số các loại tơ sau, tơ tằm, tơ visco, tơ ni lông, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? Nào, những loại, các em hình như đang có cái nick ảo đang làm loạn trong cái chỗ mà thầy live stream đấy, các em report giúp thầy nhá. Không biết nick ảo của bên nào ấy, các em vào report về nick này như tên là Lạc Thiên. Đây, các em vào report giúp thầy nhá, trong phần bình luận ấy. Câu 22. Trong số các loại tơ sau, những tơ thuộc loại tơ nhân tạo là tơ nào? Tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo, cái này khó đấy, mình thử test lại xem nào. Tơ nhân tạo của chúng ta thì ta có, thứ nhất là gồm, nhân tạo là bán tổng hợp, mà bán tổng hợp thì phải loại bọn tự nhiên đi, thế là mình loại tơ tằm. Tơ tằm là tơ tự nhiên, đúng chưa? Thứ hai là mình phải loại một thằng tơ nữa, đấy là thằng tơ, tơ gì nhỉ? Con tơ gì? Tổng hợp, có bán tổng hợp thì mình loại thằng tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp là loại tơ ni lông, đúng chưa? Tơ cáp lông và tơ ô lông. Vậy tơ nhân tạo đa số chúng ta đi thi, tơ nhân tạo chúng ta đa số chúng ta đi thi thì chỉ có hai loại tơ thôi. Thứ nhất là tơ cáp lông, đúng không? Không phải, thứ nhất là tơ visco và tơ acetate, chỉ có hai loại tơ thôi nha, là tơ nhân tạo. Rất rất nhiều bạn bị sai chỗ này, tơ visco và tơ acetate. Chào Nguyễn Ngọc Anh, hello. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 23. 23 cực kỳ chất, câu 23 nhá. 23 nào, các bạn comment đáp án nào. Uầy, bây giờ đã 10 giờ 5 phút rồi mà bây giờ mình mới làm. Ok, thực ra thì Lê Thanh Hảo, em học bài nào cũng sẽ hiểu thôi, bởi vì phần này là phần mà thầy chữa, nó rất là sát với mất gốc của các em, cực kỳ sát với mất gốc của em, nên là không có vấn đề gì cả. Các em có thể theo dõi ngay từ bây giờ thôi, các em có thể làm được ngay. Câu 23, 23 đáp án gì? Học thì phải học thầy thật chất vào thì mới khủng được. M gam saccharose vào dung dịch H2O4 đặc nóng dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp khí gồm C2S. Úi dồi ôi, câu này thì kinh điển rồi, câu này cực kỳ lạ dạng. C12H22O11, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đây là vào H2O4 đặc nhé, vào H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2. Kinh điển đấy. Và chỗ này là 21,16, 21,16 chúng ta tìm được số mol. 20,16 chia cho 2,4 bằng 0,9 mol. 0,9 mol. Thế thì ngay lập tức ta đọc số mol của glucosaccharose là amon, mình bảo toàn carbon 12A. Mình bảo toàn lưu huỳnh 22A. Sorry, đây là 12A, là 12A carbon. SO2 mình vẫn chưa biết, vậy mình cần tìm được số mol của SO2 theo, đúng không? Vậy ta sử dụng phương pháp bảo toàn E. Hiđro dương 1, oxy trừ 2, hàng này cộng nhau bằng 0 rồi, vậy đây carbon 0. Carbon 0 lên carbon dương 4. Vậy thì sẽ được là bảo toàn electron. Bảo toàn electron. Mình có 4 à. Thì bằng lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2. 2 lần số mol CO2. Số mol SO2. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol SO2 bằng 4A chia cho 2 thì bằng 2A. Đúng không? Nhưng carbon ở đây là bao nhiêu cơ? 12A cơ. Vậy là 4 này phải nhân với lại, sorry, thầy chữa nhầm, thầy ghi nhầm chỗ này. Đây là A, là đây là chỗ này 12A carbon, phải là 4 nhân với lại 12A thì bằng 2 nhân với lại số mol SO2.
Đến đây mình tìm được số 22 bằng 48A chia cho 2 thì bằng 24A. Vậy 0,9 bằng 12A cộng với 24A. Vậy đến đây ta tìm được A. 0,9 chia cho 12 cộng 24 bằng 0,025. Vậy A chúng ta bằng 0,025. A bằng 0,025. Với A bằng 0,025 thì chúng ta mang đi thủy phân đấy. C12H22O11 mình mang đi thủy phân. Thủy phân thì mình sẽ thu được là gì nhỉ? 2C6H12O6. Không hiệu suất này. Không hiệu suất này. Vậy ở đây ta có A bằng 0,025. Mình suy luôn là 0,025 x 2 bằng 0,05. 1 anh C6H12O6, mặc kệ là glu hay là product thì đều tráng hai bạc. Số mol anh này là 0,05 thì suy ra số mol bạc bằng 0,1. 0,1 mà nhân với 108 thì bằng 10,8. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Dễ không? Sang câu tiếp theo, câu số 24 nào. Mình sang câu tiếp theo, câu số 24 nào. Nhiều bạn hỏi tại sao 24A đấy. Các em đợi đấy nhá. 24. Ô, chưa thấy bạn nào comment đáp án. 23C, rất rất nhiều bạn comment đáp án 23C, rất tốt. 23C bạn comment đáp án đầu tiên là Nguyễn Tài Anh này, Đức Cú Tu này, Phương Linh này, Nguyễn Thế Khải này, Huỳnh Gấm này, Ngô Thị Ngọc. Ok. Nào tiếp tục. Câu 24. Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gram ethanol đơn trước mạch thở. Ethanol đơn trước mạch thở. Ethanol của thầy nó sẽ là CnH2NO2. Đúng chưa? Khối lượng bằng 3,7 cộng với oxy thì ra được CO2. Số mol CO2 bằng 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15 mol. Đây ra được NCO2 nhá. Vậy thầy tìm được số mol anh này bằng 3,7N. 3,7 chia cho 14N cộng với lại 32. Vậy đây thầy sử dụng đường chéo. Suy ra thầy được 3,7 phần 14N cộng 32 nhân với N thì bằng 0,15. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được N bằng bao nhiêu? Nào, bấm máy tính giúp thầy nào. N bằng bao nhiêu? N bằng 3 đúng không? Đúng N bằng 3 không? Thấy nhầm đấy. Nhầm liều đấy. Thử thay 3 thì đúng không? Chính xác đúng không? Vậy số công thức cấu tạo của ST nhé. Đề bài của ST này. Suy ra ST này là C3H6O2. Giờ sử dụng chiêu kinh điển của thầy. Đúng không? Ta có R1 cộng R2 bằng 2. 0 cộng 2. 1 cộng 1. 0 có 1. 2 có 1. 1 có 1. 1 có 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy ta chỉ có mấy thôi? Hai công thức cấu tạo của ethanol đơn trước mạch thở thôi. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Đáp án đúng đáp án D. Và rất rất nhiều bạn comment đáp án D. Đáp án D là đáp án đúng. Số công thức cấu tạo của ethanol đơn trước mạch thở là mình không xét vòng nhá. Ở đây nó chỉ là C3 thôi. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo. Câu số 25. Câu tiếp theo câu số 25. Để điều chế etin. Nhớ nó cũng có một cái câu điều chế etin acetat trong cái đề thi tham khảo đấy. Những bạn nào mà chưa được theo dõi thầy live trực tiếp đề thi tham khảo thì phải theo dõi ngay. Thầy là một trong số những giáo viên đầu tiên, nhưng mà thầy dám khẳng định là thầy là người đầu tiên live một phát 40 câu đề thi tham khảo. Chữa ngay trong đêm và buổi trưa. Buổi trưa đáng nhá thầy sẽ live chữa sớm, nhưng hôm đấy do mắc đội tuyển Việt Nam đá nên thầy live sau khi đội tuyển Việt Nam đá cho các em. Rất là kinh điển, các em cần chú ý theo dõi thầy thật nhiều hơn để thầy có thể cập nhật cho các em những bài like, bài chữa rất là kinh điển của thầy. Câu 25. Điều đề chế etin acetat trong phòng thí nghiệm người ta lắp dụng cụ như sau. Hóa chất được cho bình 1 trong phòng thí nghiệm trên là hóa chất được cho bình 1. Đây điều chế etin acetat, vậy nó phải cuối là CH3 COO C2H5. Vậy thì để điều chế anh này phải đi từ anh CH3 COH và C2H5OH. Đúng chưa? Về loại này. Loại này chắc chắn là để điều chế, đây là thực hiện phản ứng ethanol hóa. Và khi mà ta thực hiện phản ứng ethanol hóa thì ta không thể nào mà quên được nổi nó là phải có xúc tác là axit. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Câu số 26. 26 là khi cho 4,19 gam hỗn hợp thì axit thiếu.
sau khi cô cạn thu được 7,03 gram chất rắn. Giá trị của A. Ui câu này hay dã man. Nhôm này, kẽm này, khối lượng 4,19 này. Vào dung dịch HCl này, 0,2A này. Thì axit thiếu này, thu được chất rắn là 7,03. Vậy bảo toàn khối lượng thôi. 0,2 × 36,5. Đây là cộng với 4,19. Vậy hoàn toàn đến đây là mình tìm được 0,2 này nhân A đấy nhé. À, 7,03 trừ đi 4,19 bằng chia cho 73 bằng 0,38. Ơ chỗ này thầy làm lại A thiếu. Không, không đúng rồi. 7,03 này. À thì chia nhầm, trừ đi 4,19 bằng chia cho bằng một đơn 0,2 nhân với 36,5. 0,389. 0,389 thì gần bằng 0,4 các em nhỉ. Vậy đang ăn đúng giá trị A chúng ta là axit thiếu thì giá trị A chúng ta bằng 0,4. 0,4 đúng không? 26 đáp án này. Axit thiếu chỗ này mình phải trừ đi cả khối lượng của thằng kim loại này. Chỗ này clo thôi. Clo chỗ này thì tính nhầm. Đây là cộng clo thôi. Clo nhân 35,5. Sorry các em. Bởi vì cộng clo chỗ này còn cộng hydro nữa. Đây thì bảo toàn khối lượng kiểu khác. Chỗ này cộng clo. Nha. Đúng là chính xác. Đấy, thầy thiếu chỗ này. Hydro đây bằng 0,1A. 36,5. Thế là thằng này bằng 0,2A. Cuối cùng chúng ta vẫn bằng 0,4 đúng không? Học thầy giải kiểu gì cũng ra đáp án đúng. Ok, cảm ơn Nguyễn Tài Anh. Mình sang câu 27 nhé. Acid formic. Acid formic H COH. Đúng chưa? 9,2 chia cho 45. Sorry, 46. Đúng nhỉ? Acid formic 1 cộng 44 cộng 1 46, 0,2 mol. Tác dụng với ancol propylic C3H7OH. Dư thì thu được 11,3 gam este. Este an toàn là HCOOC3H7. Hiệu suất phản ứng, đây là dòng ban đầu này, dòng phản ứng này và dòng sau phản ứng. 99 bạn đang theo dõi video live stream này giúp thầy xe lại về tường nhá. 11,3 gam este, vậy thầy tìm được này. 11,3. Đây là ancol propylic dư thì chia cho anh này là 4, đây là 88. 0,1284. Vậy suy ra anh này phản ứng là 0,1284. Suy ra xong acid phản ứng là 0,1284. Và đây là mình tìm được hiệu suất. Hiệu suất thì bằng 0,1284 chia cho 0,2 nhân 100%. 64,2%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 28. Một cái câu về điện hóa cực kỳ hay. Một câu về điện hóa cực kỳ hay luôn. 28. Rất ít bạn làm đúng câu điện hóa này. Rất ít bạn làm đúng câu điện hóa này. Buổi trước thầy live stream là còn được lên đến hơn 500 xe đấy. Hôm nay không biết có lên được hơn 500 xe không. Các em xe lại về tường xong tắt tất cả các bạn vào trong video live stream thầy nhá. Xem thế nào, tình hình nào, xem hôm nay. Ui, mãi bây giờ mới được có 294 xe. Thế thì làm sao lên được 500 xe bây giờ? Đúng không? Các em comment thật nhanh, thật mạnh đáp án vào. Yến Bùi D. Đấy, C. Mỗi bạn một đáp án. Nguyễn Phương C. Thì nhìn lướt qua đấy, một vài bạn comment đáp án rồi. Mình sang câu tiếp theo, câu số 28. Tiến hành thí nghiệm sau. Bột sắt dư vào đồng. Vậy tính theo đồng. Đồng lên V1 thì tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng. Đúng chưa? Vậy này là V1. Anh này cũng là V1. Vậy mình có ở phản ứng 1. Ở phản ứng 1 thì được delta M, bởi vì khối lượng chất rắn thu được hai thí nghiệm bằng nhau mà. Thì delta M1 sẽ bằng trừ 56 V1 cộng với 64 V1 bằng 8V1. Ok chưa? Và thí nghiệm 2 lại viết phương trình sắt dư và bạc cộng. Sắt dư
mà vào 3 cộng thì chắc chắn sắt chúng ta lên sắt dương 2 thôi, bởi vào 3 cộng để ra bạc. Anh này là 2 thì anh này là 2. Mà số mon bạc ở đây là bằng V2. Vậy mình tìm được số mon sắt là 0,5V2. Bạc vào là V2. Vậy delta M2. Vậy delta M2. Delta M2 mình có nó bằng là trừ 56 nhân với 0,5V2 cộng với 108V2 thì bằng 80V2. Do khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm là bằng nhau, mà ban đầu đều là khối lượng hai chất rắn bằng nhau, nên suy ra delta M1 phải bằng delta M2, tương đương với 8V1 sẽ bằng 80V2. Hay nói khác, V1 bằng 10V2. Và trân trọng chúc mừng những bạn nào comment được đáp án đúng là đáp án à, V1 phải bằng 10V2 các em ạ. Ok. Được chưa? Lưu ý nha. Mình tiếp tục nào. Câu 29. Hòa tan hoàn toàn. Hỗn hợp gồm sắt FeO, F2O3, F3O4. Ui, câu này hay lắm. Câu này cực kỳ hay. Các em lưu ý nha. Fe này, FeO này, Fe2O3 này và Fe3O4 này vào 63g dung dịch H2O3. 63g dung dịch thì thu được khí NO duy nhất. Số mol khí NO bằng 0,336 chia 2,4 bằng 0,015. Che gì nhỉ? 0,015. Cho dung dịch phản ứng tác dụng vừa đủ dung dịch sau phản ứng này. Này chưa nói năng gì. Dung dịch sau phản ứng thì tác dụng đủ với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,45. Đủ. Thì thu được kết tủa lớn nhất. À đây có từ hòa tan hoàn toàn. Được chưa? Thế thì thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa. Đây thu được kết tủa này. Lọc kết tủa nung những khối lượng không đổi thì chắc chắn là thu được F2O3 vào. Đúng chưa? Nung trong không khí mà. Thế ra được là 8 chia 160. 0,05 mol. Nồng độ phần trăm dung dịch H2O3. Vậy đây chúng ta có một số mối quan tâm. NaOH ở đây lại vừa đủ là 0,45. Thế thì NaOH ở đây nó có rất nhiều vai trò. Và thì nghĩ khả năng cao là H cộng dư. Chúng ta phải đi giải trường hợp đầu tiên là H cộng dư. H cộng dư tương đương với H2O3 dư. Đúng chưa? Thế thì điều này H cộng dư thì tương đương với việc là trong này sắt của thầy sẽ lên là sắt dương 3. Chúng ta đang giải trường hợp số 1 nhá. Chúng ta đang giải cái trường hợp số 1 thôi. Được chưa? Chúng ta đang giải trường hợp số 1 thôi. Thế thì ta có này 0,05 x 2. Anh này bằng 0,1. Vậy thì tìm được ngay số mol H cộng dư. Đúng không? Số mol H cộng của thầy dư là bằng, đây này, 1 anh này 0,1 ăn 3 H trừ, vậy là 0,45. Vậy H cộng dư là 0,15. Đúng không? Thế thì từ đây thì tìm được số mol H2O3 phản ứng. Từ đây thì tìm được số mol H2O3 phản ứng. Sẽ bằng 4 lần số mol NO cộng với số mol H cộng dư là 0,15 bằng 4 nhân với lại 0,015 cộng với 0,15 bằng 0,21. Vậy hoàn toàn thì tìm được khối lượng của H2O3.
bằng 0,1 nhân với 63 bằng 13,23. Hoàn toàn đến đây là tìm được nồng độ phần trăm, lấy 13,23 chia cho 63, 21%. Sai chưa? Nhìn thấy sai chưa? 13,23 chia cho 63 bằng 21%. Đúng chưa? Vậy là không có đáp án đây. Vậy điều này chứng tỏ suy luận chúng ta đang bị sai. H cộng dư sắt 3 cộng dư là sai. Bây giờ mình đến cái trường hợp số 2. Đây là cộng 4 lần NO rồi em. 4 lần NO là ok rồi. Từ cho dương ngô kim long. HNO3 mà. NaOH dư mà. NaOH dư thì nó sẽ sử dụng để xử anh này và xử ba anh này. 0,1 nhân 3 là 0,3, anh này còn 0,15. Được chưa? Ok chưa? Rõ ràng chưa? Thế bây giờ nhá. Giờ trường hợp số 2 là tồn tại cùng một lúc hai anh được chưa? Bây giờ mình sang trường hợp số 2 này là NO 0,015 tồn tại hai anh Fe 2 cộng và Fe 3 cộng cộng với NaOH đủ 0,45 để FNO3 2 lần, để FNO3 3 lần. Được chưa? À, quên mất. Đúng rồi. Chỗ này thầy thiếu. Thank you em. Cảm ơn bạn Dương Ngô Kim Long. Cảm ơn bạn Dương Ngô Kim Long. Đoạn này thầy thiếu nha. Tí nữa thầy giải trường hợp này sau. Đoạn này thiếu. Số món HNO3 dư thì còn cộng với lại. Đúng rồi, cảm ơn Dương Ngô Kim Long. Cộng với 2 lần số món oxy trong oxit. Rồi. Thank you em. Thì số mol này của thầy nó phải bằng là thầy phải tìm được số mol oxy trong oxit. Chính xác. Chính xác, cộng 2 lần số mol oxy trong oxit. Mình cần tìm được số mol oxy trong oxit bằng phương pháp bảo toàn electron. Thế ở đây thì ghi lại chỗ này ra đây chúng ta nhìn kỹ nhá. Fe này. FeO này. Vừa nãy thầy thiếu mất một cái do thầy ghi công thức thiếu. F3O4 này. Thầy trình bày lại cho các em cùng nhìn. Cộng HNO3. Thằng này là 63 này. Thì thu được khí NO này. 0,015 này. Cộng với lại H2O này. Chúng ta vẫn đang giải trường hợp số 1 H cộng và chỉ có sắt 3 cộng. Bọn này tác dụng H cộng thì là HNO3 dư. Sắt 3 cộng là FeNO3 3 lần. Thằng này cho tác dụng với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,45. Vậy ngay lập tức ta có, sau đó tạo thành FeOH 3 lần. Đúng nóng. Thì ta thu được là Fe2O3. Được chưa? Thu được Fe2O3 thì ngay lập tức ta tìm được số mol bằng 8 trên 160 thì bằng 0,05. Thì suy ra số mol sắt bằng 0,15. Đến đây ta tìm được bảo toàn OH này 0,45 trừ 0,15 nhân 3. Sorry thầy nhân nhầm, 0,05 nhân 2 bằng 0,1. 0,05 nhân 2 bằng 0,1. 0,45 trừ đi 0,1 nhân 3 là còn 0,15. Vậy HNO3 dư 0,15. Vậy đây mình có số mol HNO3 phản ứng bằng số mol HNO3 dư là 0,15 cộng với lại 4 lần số mol NO. Thầy quên đấy, cộng với lại 2 lần vừa nãy thầy quên chỗ này, số mol oxy trong oxit. Vậy đến đây mình tìm được số mol oxy trong oxit bằng pháp bảo toàn E. Mình có là coi sắt này sắt dương 3 là 0,1 nhân 3 trừ đi NO là 0,015 nhân với 3 nữa. Được chưa? Được bao nhiêu chia cho 2? 0,1 nhân 3 trừ đi 0,015 nhân 3 bằng chia 2 bằng 0,1275. Số mol oxy trong oxit bằng 0,1275. Vậy hoàn toàn thì tìm được số mol NO3 bằng 0,1275 nhân 2 cộng với 4 nhân 0,015 cộng với 0,15 bằng 0,465. 0,465 thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được số mol HNO3 rồi. Đến đây mình tìm được khối lượng nhân 63. Được chưa? Rồi được bao nhiêu chia cho 63 thì kết quả ra bằng 46,5%. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Ok. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 30 nhá. Câu số 30.
Cho 0,01 mol một amino acid X tác dụng HCl. Cho 0,01 mol một amino acid X tác dụng HCl. Vậy thì đặt amino acid của thầy là R, COOH A lần và H2N B lần 0,01. Tác dụng HCl thì cần 0,01. 0,01 mol HCl phải hoàn toàn đến đây tìm được B bằng 0,01 chia 0,01 bằng 1. Được chưa? Ra được muối. Muối chúng ta bằng 1,835. Vậy thì bảo toàn khối lượng thì được 0,01 nhân 36,5 cộng với M amino acid. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được M amino acid bằng 1,835 trừ đi 0,365 bằng 0,365. Đúng chưa? Đây nhá. 1,835 trừ đi 36,5 nhân 0,01 bằng 1,47. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của amino acid bằng 1,47 chứ 0,01 bằng 147. 147 thì nhớ lên cho thầy nó là thằng nào? Valin. Valin có mấy carbon? 5 carbon. 7 carbon loại. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ. 3, 4 loại. 3, 4 loại. Vậy, valin này. Đúng không? Sorry. Nhầm. Acid glu chứ. 147 là acid glu. 5 carbon. 5, 2 nhóm COH. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án. Bị bỏ. Ok. Các em ơi, bây giờ cũng muộn rồi. Khả năng cao thầy sẽ cho các em các cái đáp án. Sau đó sáng mai thầy sẽ quay video để mà thầy chữa nốt mấy cái câu này cho các em nhá. Thầy sẽ quay video để chữa nốt mấy cái câu này cho các em, bởi vì đúng rồi, acid glue thầy ghi nhầm. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Có lẽ thầy tạm dừng cái buổi live stream của chúng ta tại đây. Vào cái buổi live stream sau, thầy sẽ chữa nốt cho chúng ta các cái câu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Hoặc là thầy sẽ quay video để mà thầy chữa cho các em. Các em chú ý nhé, là khả năng cao thầy sẽ tiến hành quay video để thầy chữa cho các em. Chú ý vào lịch live stream.